Chào các bạn đang đến với chương trình du học ngày nay của công ty tư vấn du học Tân Đại Dương. Hôm nay tôi muốn giới thiệu với các bạn một trường cũng có khá là nhiều cái thành tích, đó là Ashland University ở địa chỉ 471 College Avenue, Ashland, Ohio. Một số những cái thông tin hấp dẫn về trường, ví dụ như là Ashland University là trường đại học tư thục được thành lập từ năm 1878, có nghĩa là đã có đến 134 năm kinh nghiệm giảng dạy ở tiểu bang Ohio này. Ngoài cái campus chính, trường còn có những cái chương trình giảng dạy tại 13 trung tâm khác trong bang Ohio. Ngoài những cái ngành về kiến thức tổng hợp thì trường cũng còn giảng dạy nhiều cái ngành nghề về kinh doanh và giáo dục, quản lý khách sạn, nhà hàng, radio, TV, về học hành quốc tế, về hóa chất và khoa học, cũng như thể là y tế, thể thao. Những cái chương trình này được công chứng và được công nhận cũng như là được giảng dạy ở nhiều trường thành viên, ví dụ như là College of Business and Economics Education, trường về nghệ thuật và khoa học và trường thạc sĩ nữa. Một số những thành tích nổi bật của Đại học Ashland là trường đào tạo và tạo ra những thách thức cho học sinh để phát triển trí tuệ và đạo đức, tìm kiếm sự khôn ngoan và công lý và để chuẩn bị cho việc sống và làm việc sau này, cũng như trở thành những cái công dân nhận thức được trách nhiệm toàn cầu của mình. Đại học Ashland được Princeton Review công nhận là trường tốt nhất ở Midwest và US News and World Report cũng như là trường chọn là tier đầu trong Midwest này. Một số những cái chuyên ngành mà trường giảng dạy rất là nổi bật đó là trường giảng dạy hơn 70 chuyên ngành bậc đại học với học bổng có thể là tới từ 4.000 tới 10.000 đô một năm. Và chương trình MBA toàn cầu về chuyên ngành về kinh doanh, nguồn nhân lực, quản trị dự án, về kinh doanh và tài chính, thạc sĩ chương trình giáo dục trong lớp học, chỉ thị hành chính, thể thao, giáo dục, khoa học, thể dục. Khi mà các bạn tham gia học tập tại đại học này, các bạn sẽ có những cái tiện lợi hoặc là những cái cơ hội như sau. Ví dụ như là về mặt an toàn, thì trường đánh giá là có tỷ lệ tội phạm thấp nhất, bạo lực của bất kỳ của cái thành phố nào trong ở cùng kích thước của nó ở bang Ohio. Môi trường học tập rất là thân thiện ở cái thành phố này. Sinh viên có được một cái cơ hội tuyệt vời để trải nghiệm những kinh nghiệm truyền thống về văn hóa của Mỹ. Lớp học thì không có đông người, do đó là giáo viên học sinh sẽ dễ dàng tiếp xúc với nhau. Tỷ lệ giữa giáo viên học sinh chỉ là 12:1, do đó là học sinh sẽ được giảng dạy rất là cẩn thận. Trường có hỗ trợ dịch vụ là sinh viên quốc tế sẽ cung cấp các dịch vụ văn phòng, ví dụ như là đón ở sân bay và cái buổi học định hướng và liên tục sẽ được tư vấn. Về mặt địa điểm thì trường chỉ cách 1 giờ lái xe từ Ohio, hai thành phố lớn nhất là Cleveland và Columbus. Không có xa cái thành phố như là New York, Niagara Falls, Chicago, Washington DC hoặc Toronto cũng như ở Canada. Trường giảng dạy một số những cái bằng cấp cũng như là cung cấp những cái danh bằng chứng chỉ như sau: là chương trình đại học trực tiếp về bằng đại cương học 2-3 năm, bằng tiếng Anh sẽ học 3-4 năm, bằng thạc sĩ thì 1-2 năm và cả cái giảng dạy chương trình tiến sĩ nữa. Một số những cái ngành học mà rất là phổ biến ở trường, ví dụ như là giáo dục, đào tạo, khoa học máy tính, khoa học xã hội và truyền thông, khoa học ứng dụng và bách khoa, kinh doanh, quản lý, lữ hành, du lịch và khách sạn, nghệ thuật, sáng tạo, thiết kế, nhân văn, thạc sĩ, quản trị kinh doanh, y tế và sức khỏe. Yêu cầu đầu vào khi mà các bạn muốn vào học ở trường đó là điểm trung bình ở của bạn phải là 2.8 trở lên. Trình độ tiếng Anh thì thường là khoảng chừng IELTS 6.0, hoặc là nếu mà làm TOEFL trên máy vi tính là 173, TOEFL trên Internet là 65, hoặc là TOEFL trên giấy là 500. Các bạn có thể có điểm 15, 7.0, 70 nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của các bạn.